Có thể là ở một góc độ nào đó thì cha mẹ có thể rất quan tâm đến sức khỏe thể chất, nhưng mà sức khỏe tinh thần ấy thì cha mẹ ít khi để ý. Dư luận đau lòng trước thông tin một nam sinh lớp 10 ở quận Hà Đông, Hà Nội tự tìm đến cái chết vì áp lực trong học tập và cuộc sống. Mỗi sáng mình thức dậy mình không biết là mình làm cái gì tiếp theo, rồi mình không biết mình đi về đâu, rồi thật sự là mình bị sợ loài người ngoài kia luôn. Đôi lúc khi tôi đọc những bài tâm thư trên các trang mạng xã hội, thậm chí là trải nghiệm của bản thân khi tâm sự với người nhà, thì đều nhận được những câu khuyên nhủ như trách cứ từ người lớn. Còn sướng vậy rồi, còn đòi cái gì nữa? Tiền bạc, cái gì cũng có rồi, hồi xưa phải khổ hơn thế gấp trăm ngàn lần. Hồi xưa, người lớn toàn phải chịu đấm ăn xôi, khổ đủ thứ trên đời. Những lúc như thế, tôi lại nghĩ, có lẽ là bản thân chịu khổ chưa đủ, hoặc là do mình sướng quá rồi nên mới bị áp lực này nọ từ việc đâu đâu. Mà tôi nghĩ chắc không ít người cũng rơi vào tình trạng của tôi lúc đó khi đang cố tìm lời khuyên. Nhưng liệu có phải là chúng ta chịu khổ chưa đủ đã than cực, hay thực sự thế hệ Gen Z chúng ta cực hơn là những gì những thế hệ đi trước tưởng? Để giải đáp gọn gẽ nhất câu hỏi này, chúng mình sẽ tổng hợp phân tích từ 3 bài viết khác nhau trên Spyroom. Đầu tiên là Các nghĩa Gen Z, là bài Gen Z là ai của tác giả Altery. Định nghĩa sách giáo khoa. Các thế hệ được gọi tên thường đánh dấu một bước tiến nào đó trong lịch sử vào thời điểm họ sinh ra. Ví dụ rõ ràng và phổ biến nhất là thế hệ Baby Boomers, bùng nổ em bé, những người sinh ra ngay sau Thế chiến thứ hai, trong khoảng thời gian phương Tây tái thiết và bùng nổ dân số, năm 1946 tới năm 1964. Họ thường là những người chịu ảnh hưởng lớn của sự đối đầu về mặt tư tưởng trong chiến tranh lạnh, từ đó tạo nên cho mình những tư tưởng rất vững chắc, gắn liền căn tính của bản thân với tư tưởng của quốc gia, dân tộc. Nối bước là Gen X, gắn liền với những bước nhảy vọt về kinh tế, văn hóa và công nghệ. Rồi tới Gen Y, những công dân toàn cầu đầu tiên nhờ sự xuất hiện của Internet. Với Gen Z, đây là một thuật ngữ được nhắc tới cực nhiều trong vài năm vừa qua, đặc biệt là kể từ sự nổi lên của mạng xã hội, cả trên thế giới và Việt Nam. Ngay bây giờ, hãy ở lại với chúng tôi trong số đầu tiên của Z Live. Gen Z được ra đời trong khoảng từ năm 1997 đến năm 2012. Thế hệ này là sự nối tiếp của Millennials, tức thế hệ thiên niên kỷ, sinh ra vào tầm 1981 tới năm 1996, và thường là con của Gen X, tức thế hệ X, sinh ra vào tầm năm 1965 tới năm 1980. Vậy, mục đích của những lần réo tên liên tục này là gì? Và nó có ảnh hưởng như thế nào đến cả Gen Z lẫn phần còn lại của xã hội? Hãy cùng Spyroom tìm hiểu qua góc nhìn của tác giả Liu Win. Gen Z đang được xã hội kỳ vọng quá nhiều. Trong những năm gần đây, từ khóa Gen Z đã trở thành nam châm thu hút sự chú ý của giới trẻ. Nhờ đó mà hàng loạt các trend ra đời, các nhãn hàng cũng được dịp ghi dấu trong mắt giới trẻ. Nhưng có lẽ cụm từ này được sử dụng tràn lan đến mức có thể gán ghép vào bất kỳ content nào tưởng chừng như vô vị và không liên quan. Ví dụ như Gen Z hiện nay đọc sách gì, hay Gen Z bây giờ. Đúng là ở độ tuổi này, giới trẻ hoạt động rất mạnh mẽ trên mạng xã hội, có nhu cầu chứng tỏ bản thân và luôn tìm kiếm cảm giác được thuộc về một hội nhóm, một cộng đồng nào đó. Khi một thành viên của Gen Z nhìn thấy từ khóa Gen Z, họ có xu hướng tự động cá nhân hóa content đó và liên tưởng đến bản thân mình trong những trường hợp được đề cập. Như một cách tự kỷ ám thị, những content ấy vô tình đóng khung suy nghĩ, cách nhìn nhận của công chúng về Gen Z lẫn cách Gen Z nhìn nhận chính bản thân mình. Hiệu ứng đóng khung tâm lý được giới truyền thông áp dụng liên tục, nhất là trong thời đại mạng xã hội lên ngôi như hiện nay, và Gen Z đang là một đối tượng lý tưởng cho việc này. Thông qua các công cụ như Facebook, TikTok, Instagram hay YouTube, các định nghĩa hình mẫu, quan điểm đến hành vi của Gen Z đều có thể được dễ dàng tìm thấy, được lý giải một cách hấp dẫn, hài hước và đi vào lòng người. Như lời Gamson William đã nói, quá trình đóng khung của báo chí, truyền thông là gần như hoàn toàn ngầm ẩn và được thừa nhận như là lẽ tất nhiên. Những người làm truyền thông lẫn công chúng đều không nhận ra rằng đây thực chất là một quá trình kiến tạo xã hội, social construction. Có thể thấy hình mẫu Gen Z cơ bản được đại chúng thừa nhận bao gồm các đặc tính sau: năng động, tự tin,
sáng tạo, giỏi công nghệ, luôn hiểu rõ bản thân và biết mình muốn gì, nhiều tham vọng. Những đặc tính này in hằn vào trong nhận thức xã hội, từ đó tạo nên những kỳ vọng cao về giới trẻ cho các nhà tuyển dụng, thầy cô và cha mẹ. Thậm chí ở phương Tây, Gen Z còn được kỳ vọng là thế hệ sẽ kết thúc những vấn đề về phân biệt đối xử như phân biệt chủng tộc, kỳ thị người LGBTQ và bất bình đẳng giới, v.v. Vậy, Gen Z có sẵn sàng với thử thách không? Có lẽ chính do những áp lực kể trên mà Gen Z đang được thống kê là thế hệ căng thẳng nhất hiện tại. Ở phần sau của video, hãy cùng tác giả Lâm Duệ Nghi giải đáp những câu hỏi vô cùng quan trọng như: vì sao chúng ta, Gen Z, lại khổ? Tại sao thế hệ chúng ta tuy có quá nhiều vật chất nhưng lại bị đủ thứ loại bệnh tâm lý trên đời? Từ góc độ của một người trong cuộc. Rất nhiều người đem dẫn chứng ra và bảo là do Gen Z quá rảnh nên mới bị tâm lý, nhưng tôi lại không cho là vậy. Thật ra, đúng là Gen Z sướng. Chúng ta sinh ra ở cái thời chiến tranh đã không còn, công nghệ thì phát triển, con người thời hiện đại, gia đình thì dư dả một tí của ăn của để. Hầu như, nếu xét trên tháp nhu cầu Maslow, chúng ta đã ở ngưỡng thứ ba và vô tình thế hệ trước cho rằng chúng ta đã ở vạch đích với họ rồi. Nhưng, vạch đích của mỗi thế hệ sẽ mỗi khác. Khi chúng ta đã đầy đủ về vật chất, cũng là lúc chúng ta phải lo cho sức khỏe tinh thần và giá trị con người bên cạnh đồng tiền. Thế hệ của chúng ta bây giờ đã không thể nào bán mạng vì tiền được nữa. Bởi vì ở thời buổi công nghệ phát triển, kiếm tiền chỉ còn dựa vào một thứ duy nhất là nỗ lực. Rất nhiều hình thức kinh doanh tự chủ và các công việc part-time càng nhiều hơn. Và giờ đây, trên mạng xã hội cũng nhan nhản các bài viết 20 tuổi kiếm 20 tỷ, 20 tuổi làm giám đốc, 20 tuổi trở thành triệu phú. Đủ các bài viết khiến cho những đứa trẻ vừa chập chững lớn nghĩ rằng phải kiếm tiền được vào lúc càng trẻ càng tốt. Đủ các bài viết khiến cho những bạn đang ngồi trên ghế trường đại học nghĩ rằng bản thân thật vô dụng vì vẫn còn cắm cúi vào sách vở. Quá nhiều áp lực đổ lên người những người trẻ tuổi mà người ở thế hệ trước sẽ không thể hình dung được. Đơn giản là vì khác biệt thế hệ sẽ dẫn đến khác biệt cách thức nhìn nhận vấn đề. Giá trị bản thân của Gen Z được đề cao hơn nhiều so với những thế hệ trước. Họ đòi hỏi một công việc mà họ được thỏa sức tận hưởng công việc hơn là làm vì tiền. Họ muốn một chỗ làm mà giá trị của bản thân của họ được tôn trọng hơn là luồn cúi vì những đồng tiền và công việc trước mắt. Vậy nên, càng ngày càng nhiều người trẻ sẵn sàng bỏ việc để đi tìm bản thân. Và không ít người đang chật vật để trị liệu tâm lý ở độ tuổi còn quá trẻ mà các bậc phụ huynh sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Đơn giản là vì mỗi thời mỗi khác và Gen Z thì có nhiều cái khổ hơn nhiều. Khi chúng ta không phải chật vật để kiếm tiền, chúng ta đua nhau xem ai sẽ kiếm được nhiều tiền hơn khi còn trẻ. Khi chúng ta không phải làm việc vì tiền, chúng ta phải tìm cho ra đam mê của mình ở cái lúc mà quá nhiều sự lựa chọn có sẵn và quá nhiều áp lực tuổi trẻ dành cho chúng ta. Khi chúng ta đã khổ trên đống tiền từ gia đình đã có, chúng ta phải gánh chịu áp lực từ dư luận, bạn bè và thậm chí là kỳ vọng từ chính gia đình mình. Khi chúng ta đã có đủ đầy, chúng ta thiếu tình thương, thiếu sự đồng cảm và thiếu cả sự tự tin để vào đời khi quá nhiều tấm gương sáng nhàn nhãn trên mạng xã hội. Mặc dù chúng ta không có chiến tranh theo đúng nghĩa đen, nhưng chúng ta có chiến tranh ngầm giữa những người cùng thế hệ để kiếm thật nhiều tiền khi còn trẻ và tìm cho ra đam mê của mình để khi làm việc phải làm vì đam mê và thấy được giá trị của bản thân. Chiến tranh mà chúng ta có không phải là giành giật tính mạng như những người đi trước nữa, mà là giành giật sức khỏe tinh thần và một cái đầu lạnh để có thể giữ vững kế hoạch phát triển cho bản thân. Thế giới này luôn luôn công bằng cho tất cả mọi người. Vào lúc những thế hệ trước khổ cực vì đồng tiền, bù lại họ sẽ được những thứ mà chúng ta không thể có. Ví dụ như một tuổi thơ không lo không nghĩ, có thể mặc sức chơi những trò chơi dân gian, kết nối với bạn bè, yêu đương thoải mái. Nhưng ở thế giới của Gen Z, vừa vào cấp 2 đã suy nghĩ khởi nghiệp, thời đại học thì phải tìm việc, tìm đam mê thay vì say đắm trong một mối tình. Kết. Để kết thúc video này, Spyroom xin được lồng ghép quan điểm cá nhân của tác giả Lâm Duệ Nghi và quan điểm cá nhân của giám tuyển nội dung YouTube. Đầu tiên là quan điểm của tác giả. Thế hệ Z là một thế hệ đầy tiềm năng do chúng ta lớn lên trong một giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cuộc cách mạng về công nghệ này vô tình tạo ra một sự đào thải cực kỳ to lớn và sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường lao động.
Nhưng chúng ta có thể hiểu là mỗi thời mỗi khác, cái khổ mà thế hệ trước chịu được chưa chắc là đã phù hợp để đem ra so sánh với cái khổ của Gen Z lúc này. Học hỏi từ những thế hệ đi trước để cải tiến, đồng thời phải tự tìm cách để củng cố sức khỏe tinh thần của bản thân là điều hoàn toàn nên làm. Và đặc biệt là đừng vì những áp lực xã hội mà hiểu sai về tình trạng của bản thân nhé. Tiếp theo là quan điểm của giám tuyển. Đồng ý, nhưng hãy cố gắng tách bạch thật rõ ràng giữa vấn đề tâm lý và ngụy biện cho xu hướng lười biếng, vì chỉ một thứ mới xứng đáng với sự thông cảm. Và hãy thử hình dung về một thế giới nơi ai cũng có đủ nghị lực để chiến thắng mọi cuộc chiến ngay từ trong đầu. Đó chẳng phải là một tương lai đáng mơ ước hay sao? Nếu hiện thực hóa được viễn cảnh đó, thì có gì đủ khả năng cản trở chúng ta? Và đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Còn bạn, ý kiến của bạn như thế nào? Đừng ngần ngại comment ở phía bên dưới để chúng mình biết nhé. Nếu như bạn thích video lần này, đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Cũng như hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm những nội dung bổ ích khác. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.